Chỗ này là EagleRock ở San Jose, công viên gần nhà. Như Lan. Không quay nữa. Cái gì? Không quay nữa. À, còn lên nữa thì cũng lấy giờ đi. Anh Tâm, cái máy chụp hình, cái máy coi biển phòng kính nó coi được á. Được, free. Hả? Hả? Hết rồi, bỏ vô trong bọc, bỏ thùng rác đi. Để cho Minh uống con. Đẩy lại. Đẩy lại. Con muốn lấy nữa. À, thì con lấy nữa đi. Cho Minh. No, Như Lan, đủ rồi. Cái đó để cho Minh uống. Nè. Ở Việt Nam có nghe thung lũng hoa vàng không? Đây là thung lũng hoa vàng nè. Silicon Valley đó. À, dưới đây đi một vùng rồi. Xung quanh là núi, ở dưới là thung lũng. Này như lòng chảo. Đó là thung lũng mà. No, được, cãi nó, cho nó đi.